Đây là những thức phim về tự do. Mỗi người chúng ta, ai cũng được tự do để lựa chọn nơi sinh sống, làm việc, bạn bè và người yêu. Nhưng hàng trăm hàng nghìn người khác trên khắp thế giới đã bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản này. Họ là nạn nhân của nạn buôn người. Họ là những nô lệ của thời hiện đại. Họ bị bắt ép, lừa gạt hoặc bị cưỡng chế trở thành nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Ước tính có khoảng 2,5 triệu người bị buôn bán trên khắp thế giới. Hơn một nửa trong số họ là ở châu Á và Thái Bình Dương. Trong 30 phút tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ những con người đã trực tiếp nằm trong đường dây buôn người này. Những nạn nhân, những kẻ buôn người, những kẻ tiếp tay và những người đang đấu tranh chống lại ngành thương mại tàn nhẫn này. Trước tiên, chúng ta sẽ gặp Anna đến từ Philippines. Cô ấy bị chính một người bạn của gia đình ép buộc trở thành gái mại dâm. Tôi khóc mỗi khi nghĩ tới chuyện sẽ phải chịu đựng một điều tương tự đêm này qua đêm khác. Và Ika, một phụ nữ Indonesia, cô đã bị bán làm người hầu và sống cuộc sống bị hành hạ. Tôi đã nghĩ rằng tự tử sẽ là giải pháp cho những vấn đề của mình. Và Min Aung đã rời Miến Điện để tới Thái Lan nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, để rồi anh bị nhốt và lạm dụng trong một nhà máy. Ở đó hoàn toàn bị hàng rào vây kín, tôi nhận ra rằng không có cách nào để thoát được ra. Và như vậy, Anna, Ika và Min Aung đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Người đứng đầu của tổ chức buôn người tại Philippines thường được gọi với cái tên ông trùm. Chúng tôi thường nói với họ rằng đang tuyển nhân viên nước ngoài. Chỉ tới khi đến nơi, họ mới biết là mình đã bị bán vào hoạt động mại dâm. Ông trùm ép buộc những cô gái như Anna quan hệ với những khách hàng như Ama, 23 tuổi, từ Đài Loan, để kiếm lợi nhuận. Trả tiền để quan hệ tình dục cũng giống việc một đứa trẻ chơi đùa và thỉnh thoảng tìm cách để được vui vẻ. Có những người đang cố gắng phá tan đường dây buôn người, như lực Kompanya đến từ Sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể kiểm soát và ngăn chặn hoàn toàn nạn buôn người. Và có những người như Bridget, chủ sở hữu một khu định cư tại Singapore, đang giúp đỡ những nạn nhân của nạn buôn người có được một cuộc sống bình thường trở lại. Có những người trong số họ chưa được trả một đồng lương nào trong hàng năm trời. Có người đã bị lạm dụng tình dục, có người bị quấy rối tình dục, có người đã bị cưỡng hiếp. Những kẻ buôn người lợi dụng niềm tin và ước mơ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của mỗi chúng ta. Ba nạn nhân của chúng ta đều có chung niềm mong mỏi và khát vọng. Anna đến từ vùng ngoại ô Manila. Khi ấy tôi vừa tròn 17, vừa học xong cấp 3. Tôi muốn vào đại học nhưng gia đình không có tiền. Bố tôi bị thất nghiệp. Ika cũng ở trong tình trạng tương tự. Tôi lấy chồng khi mới 18. Khi đứa con đầu tiên được 6 tháng, tôi lại tiếp tục mang thai. Khi đó, chồng tôi bắt đầu đánh đập tôi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy. Câu chuyện của Ika và Anna cũng phản ánh cuộc sống của hàng ngàn người ở châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng nguy cơ bị buôn bán không chỉ xảy ra đối với phụ nữ không thôi. Thu nhập của tôi không đủ sống. Chúng tôi không kiếm đủ thức ăn. Thu nhập của tôi chỉ 3 đô một ngày. Anna, Ika và Min Aung đã bị những nhà tuyển dụng và các cơ quan môi giới lừa gạt. Họ chính là mối liên hệ đầu tiên giữa các nạn nhân và thế giới ngầm của nạn buôn người. Họ thường có vẻ là những con người hay tổ chức đáng tin cậy, lợi dụng niềm mong mỏi của con người, dụ dỗ họ bằng những niềm hy vọng ảo. Họ hứa sẽ cung cấp cho tôi nhiều cơ hội. Họ hứa tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những kẻ môi giới thường là người mà nạn nhân quen biết rõ và tin tưởng. Anna bị người cô ở ngay cạnh nhà lừa. Thị đã hứa sẽ kiếm cho cô có công việc phục vụ bàn ở nước ngoài với mức lương cao. Tôi liên tục hỏi cô ấy xem bên đó có an toàn không, và cô ta đã đảm bảo là có. Cô bảo tôi không phải lo gì hết vì người họ hàng của cô sẽ chăm sóc tôi. Và tôi đã tin. Min Aung cũng có một lời mời tương tự khi dấn thân vào thế giới buôn người.
Tôi không trực tiếp quen với cơ quan môi giới, nhưng người hàng xóm của chúng tôi thì có. Đó là một vị sư, hắn nói có thể giúp tôi nhưng tôi không thể đi một mình mà phải dẫn theo cả vợ. Tôi nói với hắn rằng vợ tôi đang mang thai và không thể lao động được. Hắn bảo, thì cứ đi đi, cơ quan môi giới chỉ chọn những người đã có gia đình và họ đang cần lao động. Có những người như ông trùm đã buôn bán phụ nữ và ép buộc họ trở thành nô lệ tình dục được 20 năm. Hiện hắn có khoảng 150 cô gái trong đường dây gái gọi của mình. Hắn sử dụng những nhà môi giới thuyết phục để lừa những cô gái trẻ vào ngành bán thân này. Và chúng luôn tìm được những con mồi. Người môi giới luôn phải có tiền. Chúng tôi đưa tiền cho cha mẹ của những cô gái như một dạng trả trước. Như vậy, có thể thuyết phục các cô gái đi theo mình. Vì gia đình họ rất nghèo, họ rất cả tin. Tất cả những gì phải làm còn lại của người môi giới là nói gì đó để huyễn hoặc. Ở giai đoạn này, những nạn nhân của nạn buôn người chưa hay biết họ đã rơi vào bẫy. Những nạn nhân cũng có thể được thuê, tuyển qua những cơ quan môi giới việc làm ở nước ngoài có vỏ bọc hợp pháp. Đối với những nạn nhân bị các cơ quan môi giới lừa, thử thách của họ bắt đầu từ trước khi rời khỏi quê hương, ngay trong thời gian ở những trại còn gọi là những nơi tập huấn. Phần lớn những trại này giống với những nhà tù, nơi mà ý thức về tự do của các nạn nhân bị phá vỡ dần dần từng mảnh. Eka đã bị gửi tới một trại như vậy. Chúng tôi phải nằm trên sàn, ngủ trên nền gạch. Chỉ có duy nhất một nhà tắm. Chúng tôi bị bắt phải đứng dưới trời nắng và mưa. Trong vòng một tháng, tôi đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào họ, cả tinh thần và thể lực. Nạn buôn người là ngành thương mại phi pháp lớn thứ hai, chỉ sau buôn bán chất gây nghiện. Những kẻ kinh doanh thân xác người khác đã thu về hơn 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nhờ buôn người. Nạn nhân bị buôn bán ở khắp các quốc gia tại châu Á và Thái Bình Dương. Theo Liên Hợp Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là hai trong số những nước với nhiều vụ buôn người nhất. Bà cô ở cạnh nhà đã hứa sẽ tìm cho Anna công việc bồi bàn với mức lương cao. Anna đã tin tưởng bà cô của mình. Người họ hàng của bà cô hàng xóm đón Anna ở sân bay. Anna đã không ngờ rằng mọi chuyện đã bắt đầu trở nên u ám. Chúng tôi đi thẳng từ sân bay đến tiệm salon. Bà ta trang điểm cho tôi, rồi chúng tôi về nơi ở. Ở đó có 5 cô gái đang sống. Tôi là người thứ 6. Người đứng đầu mạng lưới mại dâm là ông chủ. Hắn đã buôn bán phụ nữ suốt 20 năm qua. Đây chỉ là một trong vô số lần hắn thuê tuyển. Khi các cô gái khác nhìn thấy một cô gái mới đến, họ thường hỏi cô quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã có kinh nghiệm tình dục nào chưa. Đây chính là lúc cô gái mới đến bắt đầu trở nên ngờ vực. Đến lúc đó họ mới biết là mình đã bị bán làm gái mại dâm. Tôi sợ hãi chui vào góc phòng và khóc một mình. Khi những cô gái đặt chân tới đây, họ phải bắt đầu làm việc ngay lập tức. Và ngay đêm đó, tôi đã bị bán đi. Anna phải đối mặt với sự thật phũ phàng là cô không có quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Một khi nạn nhân đã rơi vào hoàn cảnh này, thì việc trốn thoát không bao giờ dễ dàng. Các cô gái khó có thể thoát được. Luôn có bảo vệ đứng ở cửa và cửa thường khóa. Không có cách nào để trốn ra ngoài. Không có cửa sổ để nhảy ra. Phòng của họ chẳng khác gì nhà tù. Cửa phòng được làm bằng sắt. Cửa sổ chỉ vừa đủ để người nhòm ra ngoài. Nhưng sự giam cầm không chỉ là về mặt thể xác. Các nạn nhân bị đàn áp, lạm dụng về tinh thần, cảm xúc bị lạm dụng liên tục. Gia đình của họ cũng bị đe dọa thường xuyên. Những điều này khiến họ không dám bỏ trốn. Khi Eka được chuyển tới nhà chủ thuê mình ở Singapore, cô những tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng cô đã nhầm.
Tôi luôn bị nhốt trong nhà. Tôi dậy vào 5 giờ sáng và dọn dẹp liên tục đến 11 giờ đêm. Không chỉ vậy, Eka còn bị ông chủ, bố của người đã thuê cô quấy rối tình dục. Hằng ngày ông ta đánh đập tôi. Ông ta tóm tay vào ngực và mông tôi. Tôi hoàn toàn kiệt quệ vì chịu đựng. Một lần, ông ta bảo tôi tắm cho ông ta và ông ta đã tiểu tiện lên đầu tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Chuyện của Min Aung bắt đầu khi một vị sư địa phương hứa rằng anh sẽ có một công việc tốt hơn ở nước ngoài. Anh ta được chuyển từ Miến Điện tới Thái Lan trên một chiếc xe tải, cùng với người vợ 20 tuổi đang mang thai và 20 người Myanmar khác. Sau một chuyến đi kéo dài 15 giờ đồng hồ ngột ngạt, họ tới nhà máy. Tôi làm công việc bóc vỏ tôm. Chúng tôi đến vào lúc 4 giờ chiều. Họ bảo công việc sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng. Và cả hai chúng tôi đều phải làm. Công việc kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, đôi khi đến 8 giờ tối mới xong. Min Aung và vợ bị ép buộc làm việc 19 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần. Nhà máy được bao bọc bởi một hàng rào rất cao, rất nhiều camera theo dõi và dây thép gai. Những ai cố gắng bỏ trốn sẽ bị chủ nhà máy đánh đập thậm tệ. Ông chủ đã bảo hắn đã trả tiền cho cảnh sát và chẳng sợ gì bọn họ. Chính vì điều này mà ông chủ có thể hành hạ nhân công của mình một cách thoải mái. Tất cả nhân công đều sợ hắn. Chúng tôi phải mua thức ăn từ nhà máy và không được phép mua thêm bất cứ đồ đạc gì. Đến nước, chúng tôi thậm chí cũng phải mua nước uống đóng chai. Những nạn nhân cũng dễ dàng bị rơi vào cảnh bị ràng buộc bởi một khoản nợ. Khi đó, các nạn nhân bị gán cho là đã mắc nợ một khoản tiền mà họ không hề biết. Và rằng nếu họ muốn tự do thì phải hoàn trả lại khoản tiền đó trước đã. Hình thức này cũng chẳng khác gì với tình trạng nô lệ trong thời hiện đại. Min Aung đã ở trong một tình huống hệt như vậy. Sau một tháng làm việc, tôi gặp để hỏi về lương của mình. Họ nói rằng tôi chẳng nhận được gì và có đang nợ tiền họ. Cái nhà máy tôm đấy đích thị là nhà tù. Và tôi đã phải làm việc ở đó trong 2 năm ròng rã. Eka cũng ở vào hoàn cảnh tương tự với người chủ của mình. Hợp đồng của tôi với mức lương là 182 đô la một tháng. Nhưng trong suốt 8 tháng đầu, họ trừ của tôi 176 đô la mỗi tháng. Như vậy có nghĩa là mỗi tháng tôi chỉ nhận được đúng 6 đô la. Ngoài việc bị ràng buộc với khoản nợ, tình trạng bị hành hạ về tinh thần và thể xác bởi ông già vẫn tiếp tục. Và Eka đã buộc phải viết thư thông báo cho bố mẹ cô biết chuyện. Bố mẹ thương mến, hiện giờ con đang rất hoảng loạn. Tôi không đủ mạnh mẽ. Những gì tôi đã phải trải qua khiến tôi không chịu được nổi. Con nghĩ con sẽ tự tử. Xin Chúa tha tội. Tôi đã nghĩ rằng tự sát là giải pháp tốt nhất cho tôi và gia đình mình. Bố mẹ hãy chăm sóc lũ trẻ dùng con. Eka đã tự sát 3 lần. May mắn là cả 3 lần đều không thành. Còn Anna không thể chuẩn bị gì trước những điều cô sắp phải trải nghiệm.
người họ hàng của hàng xóm đã đưa cô đến một căn nhà ở ngoại ô. Ngay khi bước vào khách sạn, tôi cảm thấy sợ hãi và bắt đầu run rẩy. Khi tới cửa một phòng ngủ, bà ta bấm chuông. Bà ta nói sẽ đợi tôi ở ngoài. Sau đó, người đàn ông đưa tôi vào phòng. Tôi đã khóc lóc và tìm cách thoát khỏi hắn ta, nhưng hắn ôm tôi quá chặt. Rồi hắn siết cổ tôi, kéo hai tay tôi lên đầu và ấn đuổi tôi xuống. Tôi không thể đẩy được hắn ra. Khi đó tôi còn trinh nguyên, tôi đã rất đau. Tôi sợ hãi, tôi ngộ ra rằng khi bị cưỡng bức bạn sẽ cảm thấy như vậy. Thấy trơ trọi và vô vọng. Tôi gào thét mong được ai đó cứu giúp. Tôi đã gọi tên bố mẹ mình. Tôi thậm chí đã kêu Chúa mong người sẽ giúp đỡ tôi. Trong phần 2, chúng ta đã thấy những tên tội phạm đã biến giấc mơ và niềm hy vọng của những nạn nhân thành ác mộng như thế nào. Nhưng ẩn sâu dưới nạn buôn người chính là nhu cầu thấp hèn, nhu cầu về tình dục, nhu cầu đòi hỏi sản phẩm và nhân công giá rẻ. Những nhu cầu này hình như đang tồn tại ở mọi vùng miền, mọi quốc gia. Nhu cầu được cung cấp dịch vụ về tình dục đã tạo nên ngành công nghiệp khổng lồ với nguồn thu hàng triệu đô. Đôi khi, những kẻ buôn người như ông trùm là những kẻ thu lời. Chúng tôi chấp nhận bất kỳ ai có thể trả tiền. Chúng tôi có một hệ thống khách hàng rất lớn. Vào mỗi thứ bảy, chúng tôi có tới 500 khách hàng. Rất đa dạng. Amma, một sinh viên 23 tuổi người Đài Loan, là một khách hàng như vậy. Anh ta trả tiền để được quan hệ tình dục với những nạn nhân như Anna. Nếu cô gái không sẵn sàng, bạn có thể nhận ra qua cử chỉ khuôn mặt và cơ thể của cô ấy. Trong suốt thời gian quan hệ, cô ta sẽ rất thụ động và bạn cảm nhận được cô ta như đang chịu đựng điều gì. Từ những dấu hiệu này, tôi biết rằng cô ta đã bị ép buộc trở thành gái mại dâm. Nếu được thì tôi sẽ cho cô ta thêm ít tiền, 15 đô chẳng hạn. Nhưng tiền kiếm được lại rơi vào túi của bọn buôn người. Không có gì để bào chữa cho hành động của Anma. Anh ta rõ ràng có tội khi tham gia vào hoạt động buôn bán và lạm dụng phụ nữ một cách có ý thức như vậy. Những kẻ buôn người đang kiếm được hàng triệu đô bẩn thỉu từ những con người vô tội. Nhưng lực lượng cảnh sát tham gia phá vỡ đường dây buôn người đang ngày càng có nhiều hơn. Những cảnh sát như Trung úy Khon Panya của Sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang làm việc hết sức mình để cứu giúp những nạn nhân và đưa kẻ có tội ra trước vành móng ngựa. Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những nguồn tin này giúp chúng tôi lập các cuộc điều tra và cả bắt giữ. Cuộc vây bắt thành công một nhà máy ở Thái đã vạch mặt những hành động vô nhân đạo của chủ nhà máy. Hàng trăm con người gồm cả phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy đang bị che giấu trên nóc nhà. Đưa những kẻ phạm tội này ra trước pháp luật không hề đơn giản một chút nào. Bọn tội phạm này nắm được hoạt động của chính phủ và cảnh sát Thái. Vì vậy, cảnh sát phải luôn được cập nhật và phải dò ra được những cách thức mới của chúng. Khi được cứu, những nạn nhân của nạn buôn người đều trong tình trạng bị chấn động mạnh và cần được hỗ trợ về mặt tâm lý cũng như cảm xúc. Những tổ chức chống nạn buôn người là những đơn vị đứng ra thực hiện những hoạt động hỗ trợ này. Bridget là quản lý một ngôi nhà tình thương ở Singapore. Ở đây có khoảng 100 đến 120 phụ nữ.
Họ sợ rất nhiều thứ xung quanh vì từng bị chấn động mạnh. Họ không thể ngủ ngon, thường gặp phải ác mộng, không ăn được và luôn sợ hãi. Ika là một trong số những nạn nhân may mắn quay trở về được với gia đình, mặc dù những vết hằn trên cơ thể vẫn còn dấu. Ika đã may mắn sống sót để có thể kể lại câu chuyện đời mình. Khi về tới nhà, đứng ở ngoài cổng, tôi đã bị sốc. Rồi tôi nhìn thấy các con. Và tôi nhìn thấy trong mắt chúng niềm hạnh phúc. Nhưng mẹ chúng đã trở về. Còn Anna, cô đã được cô gái mại dâm cùng làm giúp đỡ quay trở về với gia đình. Cô đang cố gắng làm lại cuộc đời. Sau khi thoát khỏi nhà máy địa ngục ấy, Min Aung cùng vợ đã quyết định ở lại Thái Lan. Hiện anh đang làm việc tại một nhà máy khác với các điều kiện tốt hơn. Mắt xích cuối cùng trong đường dây buôn người này chính là tôi và bạn. Đã đến lúc chúng ta thừa nhận rằng những hành động của chúng ta nhiều khi sẽ để lại hậu quả. Được trang bị thông tin là bước đầu tiên để bảo vệ chính chúng ta và mọi người. Nếu ai ai cũng nhận thức được rằng mình là một phần của vấn đề, đồng thời là một phần của giải pháp, thì chúng ta có thể rèn luyện để có trách nhiệm bảo vệ công lý. Nếu bạn hoặc những người bạn biết đang định đi du lịch, đi làm hoặc du học, hoặc ngay trên đất nước của bạn, hãy đảm bảo đó là một cơ hội có thật. Khi cần, hãy liên hệ với các tổ chức chống nạn buôn người và nhờ giúp đỡ. Hãy kiểm soát tương lai của chính bạn. Nếu bạn biết người giúp việc nào giống Ika, tức là đang bị lạm dụng, thì bạn có trách nhiệm phải hành động. Hãy thông báo cho tổ chức chống nạn buôn người và cảnh sát. Ông ta luôn bảo rằng muốn giết tôi. Đó là điều vượt quá sức chịu đựng của tôi. Hãy tiêu dùng có trách nhiệm. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt, xem sản phẩm bạn đang sử dụng có xuất xứ như thế nào, để số tiền bạn bỏ ra sẽ không làm tù tội những người như Min Aung. Tôi không thể quên nổi những gì đã xảy ra với mình. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu bạn đang trả tiền cho hoạt động tình dục, bạn có trách nhiệm biết người đó có là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu cô ấy là một nạn nhân, bạn phải hành động. Nếu bạn biết ai đang trả tiền cho hoạt động tình dục, hãy cho họ biết về trách nhiệm của họ. Hãy góp phần chấm dứt kiếp sống nô lệ của những người như Anna. Những điều đó sẽ ám ảnh tôi tới cuối đời. Đối với tôi, nó chẳng khác gì địa ngục. Để biết thêm chi tiết, mời bạn vào trang web www.mtvacid.org.